muôn phiên trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung, yêu thương một người rồi bỗng một ngày như trở về tuổi 20. Là khi anh ấy ánh mắt vẫn cười, em là con tim anh trở nên hoang mang loạn nhịp liên hồi. Để giờ em sẽ từ chối, nên anh mới viết ra tâm tư lòng này là anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn bắt đầu chờ dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ yêu lòng này bao nhiêu. Bên ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lớn yêu em rất nhiều. Chân dừng